Xin chào các bạn, không biết là nói như thế nào để cho có một cái mở đầu nó thật hay trong cái video này. Thế nhưng mà đây là một cái video mà mình muốn tâm sự với các bạn, chia sẻ với các bạn về cuộc sống của người lái taxi trong những năm tháng mình đi lái taxi. Thì bây giờ là ngày 9 tháng 8, hôm qua là ngày 8 tháng 8, thì đã gọi là nửa năm mình đi lái taxi các bạn ạ. Nửa năm rồi, một khoảng thời gian trôi qua thật nhanh. Đây là những ngày đầu tiên của mùa thu dịu dàng và nhẹ nhàng. Tất nhiên là vẫn còn cái nắng nóng nhưng mà nó không còn là cực nóng như là mùa hè nữa, nó dịu hơn một chút rồi. Cái video này muốn chia sẻ các bạn về cuộc sống mà trải qua và cái kết quả mình có được, những gì mình có được sau nửa năm đi làm tại taxi nó là cái gì, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video này. Điều thứ nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn để cho các bạn có cái kiến thức và có cái quyết định để có nên đưa ra một cái quyết định là để đi làm nghề lái taxi không, thì cái điều đầu tiên quan trọng nhất là mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái thời điểm này là thời điểm của dịch Covid, tức là mọi người sẽ không muốn di chuyển nhiều, họ sẽ không muốn di chuyển nhiều, họ sẽ cố gắng ở nhà. Thì cho nên là nghề lái taxi có lẽ là người không nên lựa chọn trong cái thời gian dịch lệnh như thế này, thì nó là người lái taxi. Thế còn cái quan trọng thứ hai đó là nghề lái taxi, bạn phải định hiểu định nghĩa nó là một cái nghề giống như một ông xe ôm mà thôi, nó chỉ hơn xe ôm một tí là các bạn lắng mưa các bạn có cái xe nó bao bọc thôi, chứ còn thật ra thì nó không khác gì một ông xe ôm cả. Bạn đưa khách đến điểm, đón khách đến một điểm ở và trả khách đến điểm, đó là một cái việc công việc giống như xe ôm. Thế cho nên là mình mới nói với các bạn để các bạn nhận định rằng là cái công việc này nó không phải là một công việc có cái tính chất phát triển theo thời gian và trong tương lai. Tức là gì? Tức là khi các bạn làm một cái công việc bình thường ấy, thì đầu tiên thì các bạn ở cái vị trí này, thì sau đó các bạn đi lên một tí, rồi đi lên một tí, nào theo 5 tháng các bạn cứ cứ tương nâng nâng cấp mình lên, đúng không? Không nâng cấp về địa vị xã hội thì cũng phải nâng cấp về kiến thức, hay là nâng cấp về đồng lương, hay nâng cấp về một cái gì đó. Tức là tầm của mình mỗi ngày nó phải nâng cao hơn, tầm của mình trong công việc mỗi ngày nó phải cao lên, thì đó là để nói là đúng. Thì nếu như các bạn xác định là cái nghề lái taxi này nó sẽ là cả đời đi làm xe ôm thôi, thì tất nhiên là có những người làm 20 năm 30 năm họ vẫn lái taxi bình thường, bởi vì là lao động là vinh quang, lao động là vinh cao, lao động là vinh quang, bởi vì bạn không chia tay để xin ai cả đấy. Một nghìn bạn kiếm ra còn quý trọng hơn là 1.000 bạn xin được, nên nên là lao động nó luôn là thanh cao. Cho nên là mình không nói rằng là cái công việc lái taxi nó hèn mạt hay là nó kém, mà là mình muốn nói là cái tính chất công việc của người taxi là nó không không tăng lên theo cấp bậc theo thời gian. Thế nhưng mà nó có cái ưu điểm là các bạn lái taxi khoảng 3 năm thì đó là cái lý do mà sau này các bạn nâng bằng lên được, nâng từ bằng bằng B này, nâng lên bằng bằng C hoặc lên FC luôn đấy, hoặc là lên D luôn đấy. Là sau bởi vì tôi đã là đi lái xe dịch vụ 3 năm thì tôi có khả năng, tôi có quyền được nâng bằng, thì đấy nó chỉ có một cái như thế thôi. Còn nếu như các bạn xác định là lái taxi rất là lâu thời gian thì đó là một cái điều không nên, và đặc biệt là không nên với các bạn trẻ nhé. Mình nói là không nên đối với các bạn trẻ, bởi vì người trẻ là người có sức khỏe, là người có cái trí tuệ còn minh mẫn, còn khả năng để học được, nên là các bạn dùng cái sức khỏe của mình để luyện tập, để học, để gánh vác những công việc lớn hơn, tốt hơn, để phát triển bản thân hơn là cái công việc lái taxi. Rồi. Thế còn các bạn cảm giác là mình không học được, mình không làm được cái nghề gì, thôi thì các bạn cứ lái taxi. Và rồi các bạn lương bằng sau này các bạn lái xe công hoặc lái xe khách, đấy là công việc các bạn. Đấy, thì đấy là mình mới chia sẻ với các bạn như thế. Và thật ra thì có rất nhiều người ta vẫn lái taxi 20-30 năm bình thường. Rồi, đấy là cả hai cái điều đầu tiên mình muốn nói về cái tính chất công việc và cái thời điểm để lựa chọn công việc trong cái thời kỳ này, Covid, và tính chất công việc là không tăng cấp theo thời gian. Rồi, thứ hai mình muốn đưa ra cái chia sẻ của mình để cho các bạn có một cái tham khảo nữa, đó là sau 6 tháng lái taxi ấy, thì mình đạt được những gì và mình có được những gì. Thì mình nói thật với các bạn đó là cái kỹ năng và cái khả năng lái xe của mình đã tốt hơn rất là nhiều, tốt hơn rất là nhiều. Mình có thể cảm nhận được xe, cả khi mình đi một con xe khác, một con xe lạ hoàn toàn,
mẫu xe nặng hoàn toàn xe ga hay xe số thì mình đều có cái cảm nhận về xe và có cái bản năng lái xe nó đã ăn vào trong người, và cái khả năng căn căn xe và mình đã hình thành, và thậm chí là đánh vô lăng cái thứ nó rất là dẻo rồi, và nhuần nhuyễn là bởi vì đã nửa năm lái xe liên tục rồi. Thì đấy là cái điều mà mình nhận được, cái lợi ích lớn nhất là mình đạt được, đó là mình đã lái tốt hơn rất là nhiều. Thế thì còn cái thứ hai mình đạt được đó là cái gì? Cái thứ hai đó là mình đạt được một cái sức khỏe bị yếu đi. Thì nói là nó thật sự nó rất là buồn, nó rất là buồn bởi vì như thế này. Bởi vì chia sẻ cho các bạn cái video trước đấy, đó là mình bị tai nạn rồi, tai nạn nó đã lấy đi của mình 17 triệu, thì mình phải thức đêm này, làm ngày đến tối này, từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối trung bình như vậy, có hôm là làm 10 giờ tối, rồi có hôm mình làm 24 tiếng đồng hồ, có hôm mình trực đêm đến 3 4 buổi một tuần đấy, tức là làm cật lực để bù vào cái 17 triệu, 17 triệu mình bị tai nạn đấy. Thế nhưng mà nó lại là Covid nên là cái thời gian bù đắp được 17 triệu nó rất là lâu. Đấy, thứ nhất, thứ hai là cái công việc này nó lại ăn uống không đúng giờ đúng giấc đấy, rồi là giấc ngủ ngắn giấc ngủ dài, đang khi các bạn ngủ thì các bạn gặp một cái cuộc điện thoại của trung tâm gọi đến là đi đón khách thì các bạn bắt buộc lại phải đi, thì cho nên là cái giấc ngủ nó không đủ không đều, bị ngắt giấc rồi là các thứ, cho nên là cái sức khỏe nó bị sa sút rất là nhiều. Và các bạn biết là cái cảm giác mà mùa đông ấy, thì ngồi trong xe thì nó bình thường, lõng lạnh thì ngồi trong xe nó ấm, nó rất là tốt, thế còn nó còn tốt hơn là ngồi ở nhà. Thế nhưng mà mùa hè á, mà ngồi trong xe á, mà không bật điều hòa thì nó rất là nóng, người nó cứ chảy nước ra, nó nóng lắm. Và nếu bật điều hòa á, thì nó khi mà bạn nghỉ hay là nằm trong điều hòa xe ô tô nó cũng ngạt, và khi ra ngoài nó cũng rất là mệt, nó không được thông thoáng như là các bạn bật điều hòa và ở trong điều hòa một cái phòng rộng như này rồi. Đấy thì cho nên mình mới chia sẻ với các bạn là cái sức khỏe kiểu gì nó cũng kém đi, bởi vì là mình suốt ngày nằm trong xe, ngồi trong xe không có vận động, không có tập thể dục thể thao. Các bạn biết là mình nghề của mình là nghề lắp điều hòa, bảo dưỡng điều hòa, thế nhưng mà lái xe rồi thì không có vận động chân tay nhiều. Đấy, nên là tay tay chân nó vẫn còn thô. Đấy, mặc dù là mà là mình làm việc nhẹ nhưng mà tay chân nó thô và người nó cảm nên rời rạc yếu đi, bởi vì cái người của mình nó đang hoạt động cho những cái việc tương đối là cần sức lực nhưng mà bây giờ thì lại không cần đến, thì cho nên là người nó đang bị lệch về cái về cái sinh học một tí. Đấy, từ miếng ăn giấc ngủ cho đến cơ thể vận động rồi là tất cả mọi thứ như vậy, và mặt mũi của mình là tá hỏa lên rất là nhiều mụn luôn, mình đang bị khủng hoảng vì mụn luôn bây giờ này. Thế nên là những video mình quay với các bạn đều quay bằng B612 luôn. Rồi, đấy là cái mình đạt được. Và cái đạt được nữa đấy cái đạt được nữa là mình bị giảm sút về khả năng tiếng Anh. Đấy, bởi vì mình khi lái xe mình chơi game quá nhiều trong xe và mình lúc nào cũng đầu óc nghĩ về tiền, rình rập trực đàm để đón khách, cho nên là cái khả năng tiếng Anh của mình bị sụt giảm. Thứ hai là sụt giảm về khả năng tâm linh, đó là mình bây giờ không hiểu sao là cái khả năng nhận biết Chúa, kính sợ Chúa cũng như là tấm lòng yêu mến Chúa nó không còn, tức là tốt hơn nữa, tức là mình bây giờ gần như là đang đang mất đi sự thiêng liêng, đang mất đi sự thánh khiết, đang trở nên tội lỗi hơn mỗi ngày. Tội lỗi hơn mỗi ngày là bởi vì đúng là cái nghề lái xe đấy nó cho ta vào đời, nó bắt ta phải bắt buộc phải va vấp, nó va vấp rồi là rồi là nó tạo ra hình thành nó tạo con người trở nên đôi khi là ma cáo hơn một chút so với ngày xưa rất là nhiều. Cái nghề này nó còn tạo ra một cái con người, một cái con người đó là con người không chăm sóc gia đình, bởi vì là toàn thể cái thời gian là ngồi trong xe, thế cho nên là đâu có quét nhà đâu, đâu có lau nhà và cũng không hề nấu nướng hay giặt giũ, tất cả là má má làm. Thế cho nên là cái bóng đèn đấy, cái đèn điện này các bạn thấy là hôm nay rất là sáng đúng không, mình đã thay sửa hết rồi đây, các bạn nhìn đây này, rất là sáng, đã thay sửa hết rồi. Đấy, thì mình nhận lương của taxi thì mình thay sửa hết, nhưng mà các bạn biết rằng là mình đã bỏ không nó gần một tháng rồi, gần một tháng rồi mình không có thời gian để sửa bất cứ một cái bóng đèn
bất cứ một cái thiết bị gì hỏng trong gia đình. Đấy, có cái gì hỏng mình bảo vệ mình đi thuê hết, thế là giỏi rồi. Thì cho nên là mình mất đi cái khả năng chăm sóc gia đình. Và nếu như mình nói thật các bạn, nếu như bạn có vợ hoặc có con ấy, có vợ con, không nên làm thạc sĩ nữa, không nên, bởi vì không có thời gian dành cho gia đình. Đấy, sẽ là thật sự là cái gì đó quá kinh khủng trong cái công việc chăm sóc gia đình đấy. Thường thì những anh em ấy, họ không quan trọng về tiền lắm, hoặc là họ có nhiều khách quen, họ có rất nhiều khách quen, họ có nhiều khách quen cho nên là họ đi đón khách ấy, họ chủ động được cái việc thời gian, nên là họ vẫn có thời gian dành cho gia đình và ổn định được cái đồng lương với cái việc lái xe, bởi vì họ làm lâu năm rồi thì cho nên là họ vẫn tiếp tục lái xe được. Còn chúng ta mà khởi động với cái nghề lái xe này mà có gia đình thì cũng là hơi mệt, hoặc là chúng ta phải phải lái hai tài. Và nói về cái việc lái hai tài là thì bây giờ được lái hai tài rồi, nếu như mà là không lái hai tài thì nó không thể ngồi lên các bạn được. Độc lái hai tài thì là độc làm 2 ngày thì nghỉ 2 ngày đấy, cứ làm 2 ngày thì lại nghỉ 2 ngày. Thì hôm nay là ngày nghỉ thứ hai rồi, ngày mai độc sẽ đi làm, và cái thời gian cuối cùng này là độc chia sẻ các bạn là như vậy. Thì muốn có trở thành thời gian cho vợ con thì các bạn nên làm là nghỉ 1 ngày, làm 1 ngày, hoặc là làm 2 ngày nghỉ 2 ngày, đấy là tùy các bạn lựa chọn. Thì nó có mới có thời gian dành cho gia đình, chăm sóc bản thân, tập thể dục, ăn ngủ thứ. Nhưng mà các bạn biết rằng là đồng lương nó sẽ không được 5-6 triệu đâu, mà đồng lương nó sẽ thậm chí là sẽ được 2 triệu một tháng thôi, bởi vì chỉ làm hai tài. Mình nói thật các bạn ấy, mình đi làm taxi là tháng lương cao nhất của mình là 6,5 triệu, tháng lương cao nhất là 6,5 triệu, còn chưa tháng nào, tất cả các tháng khác đều 3 triệu, 4 triệu, và tháng vừa rồi là 5 triệu. 5 triệu là trong khi đó là mình phải chở người nhà, rồi là tức là chở rất nhiều người nhà đi lung tung thì mới được 5 triệu. Đấy. Thì tức là đồng lương nó rất là thấp mà các bạn phải làm 24 tiếng một ngày, thì các bạn biết là để như mà so là cái công việc này lương nó quá thấp. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn thấy là vì cái dịch Covid nên là ít khách ít, mà chứ còn nếu như không có Covid thì chắc đồng lương nó sẽ nhỉnh hơn một chút, nhưng một chút. Nhưng mà để so ấy, để so sánh ấy, thì mình nói thật các bạn này, lương của lái taxi sẽ không bao giờ bằng một người đi làm công nhân. Lộc nói các bạn này, một người đi làm công nhân lương cơ bản bây giờ là cứ cho là 4 triệu 6 đi nhá, mọi người cứ đi làm công nhân lương cơ bản 4 triệu 6. Thế thì khi đi làm công nhân là chắc chắn là bạn đi làm 8 tiếng là có 4 triệu 6 và nghỉ 4 cái chủ nhật rồi. Đấy là một công nhân bình thường. Thế còn nếu như bạn làm tăng cường 4 chủ nhật đấy thì lương nó sẽ trên 5 triệu rồi. Thế cộng thêm là đã làm tăng cường ấy, thì công ty không chỉ nuôi bữa ăn trưa mà sẽ nuôi thêm một bữa tối, bởi vì là bạn tăng ca mà, tăng cường thì phải nuôi thêm bạn thêm một cái bữa tối, mặc dù đó là bữa ăn nhẹ nhưng mà nó sẽ bớt đi cái phần ăn các bạn vào ở nhà hoặc là ăn vào lương. Thế cho nên là lương của tăng ca đấy, nó sẽ hơn 6 triệu đấy. Còn chưa kể là lễ Tết, tăng ca lễ Tết nó sẽ khác, và tất nhiên là sẽ có cái chế độ thưởng lương thứ 13, hoặc là sẽ có những cái chế độ thưởng thâm niên, hoặc là các chế độ khác như là bảo hiểm đấy, hoặc chế độ theo ưu đãi của công ty được đi du lịch các thứ. Thì các bạn thấy ra là đồng lương nó ổn định hơn, nó ổn định hơn, nó chắc chắn hơn và nó được hỗ trợ rất nhiều từ công ty. Còn khi các bạn đi lái taxi ấy thì là các bạn làm đối tác của công ty lái taxi rồi, thì gần như là công ty lái taxi họ không chịu nhiều trách nhiệm với bạn về cái việc là bảo hiểm hay là ăn uống, họ là không có rồi, rồi tất cả các thứ là mình phải tự túc. Và cho nên là đồng lương các bạn ấy đi làm lái taxi ấy, thì các bạn phải kiếm 10 triệu mới bằng người ta đi làm công nhân ấy, kiếm 6-7 triệu, bởi vì người ta được nuôi ăn đấy. Thì đấy là nói về cái tiền lương. Rồi cái cuối cùng trong cái video này là mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái nghề lái taxi á, làm cái nghề mà chúng ta đấy phải luôn luôn ở trong cái thế đó là tranh cướp khách của nhau đấy, và sống bằng cái việc đó là chúng ta phải đón được nhiều khách. Thì đó là điều tất yếu rồi, tất nhiên lái xe thì phải đón khách. Thế nhưng mà cái việc ở đây này, đó là cái công ty mình đang làm ấy, nó lại không giống như Grab hay là giống các công ty khác, đó là nó lại bắt công ty mình đang làm ấy thì nó vẫn bắt các lái xe trực đàm và tranh cướp với các lái xe khác. Ví dụ như cái đàm cái người ở trung tâm ấy, người ta lỗ một điểm đó là tại núi đèo Cần Xe chẳng hạn, thì là các xe gần điểm nào đến tranh cướp với nhau, tức là có hai đến ba xe cùng đón một khách, cho nên nó rất là, thứ nhất là về ô nhiễm môi trường, thứ hai là
nguy hiểm, và thứ ba là sẽ trượt khách ấy, sẽ gây tâm lý buồn cho những người không đón được khách. Đấy thì đấy là cái nhược điểm của cái công ty mình đang làm. Nhưng mà cái công ty khác thì họ dùng cái app điện thoại giống như Grab, giống như HP Go, hay là Bi, rồi là các hãng khác, thì họ áp dụng là dùng cái điện thoại rồi, tức là khi có một khách ấy, chỉ một xe đón thôi, chỉ một xe đón thì có túc tắc có số điện thoại khách rồi thì là đi đón thôi. Đấy thì đấy là cái nhược điểm của cái công ty của mình. Nhưng mà thực ra nói thế nào đi nữa, nói thế nào đi nữa thì mình vẫn có một câu cuối cùng, đó là khuyên các bạn còn trẻ chỉ nên dùng cái nghề lái taxi để luyện tay lái mà thôi, để luyện cái khả năng lái của các bạn thôi, không nên lái lâu. Và tức là không nên chọn cái, khi bạn còn trẻ đấy, không nên hướng nghiệp là cái nghiệp lái xe, đừng nên hướng nghiệp của mình là nghiệp lái xe. Nếu như bạn hướng nghiệp là nghiệp lái xe thì các bạn sẽ lái khoảng 3 năm, khoảng 2 năm rưỡi, thế không các bạn chờ thời gian rồi các bạn đi lâng bằng lên để lái xe khách hoặc là lái xe công hoặc là lái các xe khác ấy hơn, thì nó sẽ tốt hơn là các bạn lái taxi rất nhiều. Lái taxi chỉ là cái tiền để các bạn lâng bằng sau này thôi. Thì đấy này là cái lời khuyên tốt nhất mà mình có thể chia sẻ được trong cái video này. Đấy thì cái thời gian này là mình làm hai tài rồi, thì mình tập trung vào là YouTube học lại tiếng Anh và dạy tiếng Anh qua mạng. Thì các bạn muốn học tiếng Anh online cùng Lộc thì các bạn hãy đăng ký với Lộc. Lộc sẽ mở các khóa học, các lớp học tiếng Anh qua Skype hoặc là qua phần mềm Zoom để chúng ta học với nhau. Các bạn đăng ký cùng Lộc thì Lộc sẽ được học lại cũng như là được chia sẻ và nâng cấp chính bản thân mình và giúp các bạn học tiếng Anh nữa. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong cái video này. Mình sẽ cố gắng làm hết cái hợp đồng, làm hết cái hợp đồng lái xe taxi, tức là 14 tháng, bởi vì cái con người của mình ấy là làm cái gì thì sẽ cố gắng làm cho đến nơi đến chốn. Đấy, cách mà chúng ta làm một việc sẽ là cách chúng ta làm tất cả các việc khác. Nếu chúng ta làm một việc đến nơi đến chốn thì việc nào chúng ta sẽ làm sẽ đến nơi đến chốn, đó là nó tạo nên cái tính nết con người rồi. Thế nên mình sẽ cố gắng, dù là lái hai tài nó sẽ chẳng có thể là sẽ vẫn là mệt, vẫn vẫn rất là phung phí thời gian. Đó, lương có thể là được 2-3 triệu trong thời kỳ Covid này, không thể nói làm gì, nhưng mà Ngọc sẽ cố gắng và hoàn thành những gì mình đã bắt đầu. Trong thời kỳ tới này Ngọc sẽ phát triển được khả năng tiếng Anh của mình và cũng như là giúp đỡ cho thật nhiều các bạn khác học tiếng Anh của mình, và ước mong là cái video này sẽ làm cái video tốt nhất, đưa ra cái lời khuyên tốt nhất dành cho các bạn muốn chọn cái nghề lái xe taxi. Và cuối cùng là mình chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.